Chào mừng anh em đã quay trở lại bản tin sức khỏe. Anh em nghe rõ thần dược trời ban ít ai ngờ. Loại quả ngọt hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức khỏe xương khớp và thận, rất tốt cho bạn và gia đình. Quả roi siêu thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết, nhưng hãy cẩn thận sử dụng không đúng cách có thể làm phản tác dụng này. Quả roi, một loại trái cây phổ biến trong mùa hè, được đông đảo người dân Việt Nam ưa chuộng. Trái cây có hình dáng như một chiếc chuông nhỏ và chứa đựng nhiều dưỡng chất quý. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, mỗi 100g quả roi chứa 93g nước, 0,6g protein, 29mg canxi, 0,07mg sắt, 5mg magie, 8mg phosphor, 123mg kali, 0,06mg kẽm, 22,3mg vitamin C, 0,8mg vitamin B3 và 17mg vitamin A. Quả roi có hương vị ngọt, chua, mát, rất phù hợp cho những người muốn giảm cân do chứa lượng calo thấp và ít chất béo bão hòa. Thêm vào đó, quả roi còn có những lợi ích sức khỏe tuyệt vời như sau. Thứ nhất, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Quả roi có thể hỗ trợ việc điều chỉnh mức đường huyết bằng cách tăng cường hoạt động của các enzyme chuyển hóa thành carbohydrate, bao gồm glucophosphate. Ngoài ra, một loại alkaloid có trong quả roi đã được các nhà nghiên cứu khám phá có khả năng ngăn chặn sự chuyển hóa của tinh bột thành đường trong cơ thể. Nhờ vào cơ chế này, quả roi trở thành một lựa chọn tốt cho những người bị tiểu đường. Không chỉ phần thịt, hạt roi cũng được sử dụng như một phương pháp điều trị tiểu đường. Cách làm là tán hạt thành bột khô, sau đó trộn vào thức ăn và thức uống hàng ngày. Thứ hai, tốt cho hệ tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả roi là một nguồn chất xơ dồi dào có lợi cho việc điều hòa lượng thức ăn chuyển động trong đường tiêu hóa. Nhờ đó, quả roi giúp cải thiện khả năng hấp thụ và các chất dinh dưỡng cần thiết và ảnh hưởng tích cực đến sự vận chuyển của chúng qua đường tiêu hóa. Quả roi cũng có tác dụng phòng ngừa và giảm thiểu các triệu chứng của táo bón, kiết lỵ, tiêu chảy và các vấn đề sức khỏe liên quan khác. Bảo vệ tim mạch. Chất xơ trong quả roi không chỉ là nhân tố cải thiện sức khỏe tiêu hóa mà còn mang lại lợi ích cho hệ thống tim mạch. Chất xơ giúp hạ thấp lượng cholesterol trong máu, còn được biết đến là cholesterol xấu, từ đó phòng ngừa sự tích tụ mỡ thừa, một trong những nguyên nhân chủ chốt của các bệnh tim mạch. Tiêu thụ quả roi thường xuyên còn hỗ trợ giảm viêm nhiễm và ngăn chặn sự hình thành của xơ vữa động mạch, giảm thiểu nguy cơ phát triển các biến chứng tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ, bệnh tim và cơn đau tim. Tăng cường miễn dịch. Quả roi không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Sự giàu có của vitamin C trong quả roi giúp cơ thể phòng vệ chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh thông thường như cảm lạnh và sốt. Phòng chống ung thư cực kỳ tốt. Quả roi không chỉ là kho chứa vitamin A và C mà còn là chứa nhiều hợp chất phòng vệ có lợi, cung cấp cho cơ thể một lá chắn bảo vệ chống lại các loại ung thư. Nghiên cứu khoa học đã ghi nhận rằng quả roi sở hữu các hợp chất có khả năng loại bỏ gốc tự do, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro phát triển ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt một cách hiệu quả, giúp xương khớp răng chắc khỏe. Với mỗi khẩu phần 100g, quả roi cung cấp tới 29mg canxi, một yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển xương và duy trì sức khỏe tổng thể. Canxi này đóng góp vào sự khỏe mạnh của răng. Hơn nữa, quả roi cũng chứa lượng magie và kali phong phú, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sức khỏe xương. Do đó, việc bổ sung quả roi vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ giúp xương bạn chắc khỏe mà còn hỗ trợ phòng tránh các bệnh liên quan đến xương khớp như viêm khớp, giúp bàng quang khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu sức khỏe khuyến nghị người mắc các vấn đề về nhiễm trùng, bàng quang nên tích cực tiêu thụ quả roi trong chế độ ăn hàng ngày. Trái cây này chứa các hợp chất hóa học có khả năng loại bỏ độc tố và hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp kích thích quá trình đi tiểu và hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến bàng quang. Thêm vào đó, bổ sung quả roi vào chế độ ăn dinh dưỡng không chỉ giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể mà còn hỗ trợ phòng tránh sự hình thành thỏi thận, đồng thời cung cấp lợi ích cho cả gan và thận. Ba điều cần nhớ để dùng
roi an toàn cho bạn và gia đình. Quả roi là một loại trái cây có nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng để đảm bảo sử dụng chúng một cách an toàn, cần chú ý đến một số điểm sau. Thứ nhất, tránh ăn quả roi khi bụng trống. Mặc dù vitamin C trong roi rất có lợi cho sức khỏe, nhưng ăn roi khi đói có thể gây hại cho dạ dày và do tính axit của vitamin C. Việc này có thể kích thích tiết dịch tiêu hóa quá mức và gây tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến tình trạng viêm hoặc loét dạ dày có thể rất nguy hiểm. Thứ nhì, hạn chế lượng roi tiêu thụ. Quả roi mang lại nhiều lợi ích nếu được ăn đúng cách và trong trọng lượng vừa phải. Tiêu thụ quá mức có thể gây ra các phản ứng không mong muốn như đầy bụng, khó tiêu, chóng mặt, buồn nôn và tụt huyết áp. Chất xơ trong quả roi khi ăn quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày và gây khó tiêu hoặc đầy hơi. Tránh kết hợp quả roi với tôm và dưa chuột. Tôm và dưa chuột không nên ăn cùng với quả roi do khả năng phản ứng và triệt tiêu lẫn nhau của các hợp chất hóa học trong chúng. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của quả roi mà còn có thể tạo ra phản ứng hóa học độc tố, gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và khó tiêu. Để an toàn, nên tránh ăn chung những thực phẩm này với nhau. Quả roi hay quả mận từ lâu đã trở nên rất quen thuộc với mỗi con người. Nó không chỉ ngon mà còn được chứng minh là có nhiều công dụng rất tốt đối với sức khỏe con người. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu qua cho bạn về những tác dụng không ngờ của quả roi đối với sức khỏe của bạn và gia đình. Tốt cho tim mạch, trong quả roi có chứa nhiều chất xơ, những chất này giúp làm giảm lượng cholesterol xấu, từ đó giúp ngăn chặn tính tích tụ mỡ thừa, vốn là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch. Tốt cho mắt, quả roi có chứa một lượng lớn vitamin A, đây là hoạt chất cực kỳ tốt cho mắt, giúp đôi mắt sáng khỏe và làm giảm các tật về mắt như cận thị. Ngăn chặn bệnh tiểu đường, chất zambosai là một loại alkaloid bên trong quả roi được các nhà khoa học nghiên cứu là có tác dụng điều chỉnh quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể. Chính vì cơ thế kỳ diệu này, quả roi cực kỳ tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Giảm nguy cơ đột quỵ, thường xuyên ăn quả roi giúp cơ thể giảm viêm, xơ vữa động mạch, từ đó ngăn các biến chứng nguy hiểm về tim mạch có thể gây nguy cơ đột quỵ. Cuối cùng, kênh Ẩn Số Thế Giới chúc các bạn và gia đình giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc nhé!